Xà đơn gắn tường là dụng cụ tập thể dục vô cùng phổ biến, bởi nó không chỉ giúp bạn rèn luyện sức khỏe ngay tại nhà mà còn tiết kiệm không gian, không mất nhiều thời gian và chi phí lắp đặt. Và với nhiều cải tiến vượt trội, mẫu xà đơn gắn tường cao cấp chống xoay SP008 chắc chắn sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn. Thanh xà làm từ thép dày, có sơn sần tĩnh điện chống rỉ, chịu được tải trong lên tới 180kg. Thiết kế cải tiến vượt trội là khóa chống xoay 360 độ, giúp đảm bảo an toàn tuyệt đối khi luyện tập. Phần tay cầm có cấu tạo hai lớp mút xốp thoáng khi eva, mềm mại, chống thấm mồ hôi. Xà có thiết kế cải tiến đa giác chống trượt siêu hiệu quả,